Xin chào mọi người đã đến với kênh Làm sao biết được TV. Hôm nay là video giới thiệu về được chữ thập. Thì mọi người cũng biết là chữ thập á, là khi mà xuất hiện lên trên lòng bàn tay thì gọi là mang đến hung tin, gọi là tin xấu. Nó chỉ có tốt lành là gọi là khi mà nó xuất hiện trên gò một tin này thôi. Còn lại nó xuất hiện những vị trí khác trên các đường hoặc các gò đều mang gọi là hung tin và tin xấu. Nó là tin xấu như thế nào? Một là nước non nè, tai nạn nước nè, rồi tai nạn do lửa hỏa nạn nè, tai nạn giao thông nè, làm ăn thất bại nè, đó, rồi hạnh phúc gia đình nữa. Cho đó thì tùy theo mỗi cái vị trí mà chữ thập nó xuất hiện thì nó sẽ mô tả là mình đang gặp cái vấn đề gì. Cho đó thì mọi người xem video này, nếu mà thấy trong lòng bàn tay mình có những dấu hiệu xuất hiện, vô tình mà xuất hiện những cái dấu hiệu như vậy thì phải cẩn thận hơn. Đầu tiên thì mọi người hãy xè ra ha. Người để ý ngay khu vực gò kim tinh này nè. Nếu mà xuất hiện chữ thập ở khu vực cầu kim tinh này, đây là báo hiệu của bất hạnh về liên quan đến hạnh phúc gia đình, tình cảm yêu đương, rồi tình cảm vợ chồng nó nhạt nhẽo với nhau. Nếu như mà trên cái gò kim tinh này đã xuất hiện chữ thập rồi, mà nếu mà trên cái gò mộc tinh này cũng có xuất hiện chữ thập thì đây là tác dụng ngược lại, đây là báo hiệu của việc hạnh phúc gia đình ha. Nếu mà đồng thời xuất hiện cả hai cái chữ thập như thế này thì đây là báo hiệu của việc gia đình mình sẽ được hạnh phúc, không phải lo ha, đây là điều tốt. Còn nếu mà không có cái chữ thập đây, có chữ thập riêng lẻ người cờ kim tinh này thôi, thì đây là báo hiệu của chuyện tình cảm yêu đương nó đi xuống lắm. Phần thế vì hôn nhân nó cực kỳ xấu. Nếu mà chữ thập này nó nằm giờ phía dưới này, đây nó nằm ở phía gập góc dưới này, thì chữ thập đây là báo hiệu gợi sự mâu thuẫn với bạn bè. Thứ hai nữa là có thể gặp liên quan tới gọi là kiện tụng, hòa kiện tụng nha. Chữ thập mà nó nằm ở trên khu vực hỏa tinh thứ nhất này, trên đây, ở khu vực này thì nó lại liên quan đến cái họa do cái miệng mình gây nên. Và cái họa này gọi là họa giao búa. Cho nên là khi mọi người mà nếu vô tình thấy xuất hiện có chữ thập đây thì mình cũng nên là cẩn thận lại. Mình cũng không nên là tham gia những cái chuyện mà cãi lộn cái lậu ha, hay là những cái chuyện người khác, để tránh mang đến cái họa bản thân mình ha. Chữ thập mà nếu xuất hiện cái gò mộc tinh này thì ok là tốt ha, gọi là vận tài lộc nè, hạnh phúc gia đình cũng có. Tuy nhiên mà nếu như mà cái chữ thập này nó nằm ở phía mép ngoài này nè, ở ngoài này, thì đây là người ta gọi là hỏa nạn ha. Khi mà có dấu hiệu này thì mình phải cẩn thận hơn những cái vấn đề liên quan tới lửa, những thiết bị điện hay là những cái bộ sạc pin máy quạt chẳng hạn như vậy, mình tránh để hạn chế vấn đề là có hỏa nạn xảy ra. Chữ thập mà xuất hiện ngay khu vực gò thổ tinh dưới ngón giữa này, nếu như ở đây thì nó sẽ báo hiệu có việc là mình sẽ có khả năng về gọi là huyền bí, thích nghiên cứu về những tâm linh ha, cũng có trực giác. Tuy nhiên đây cũng là báo hiệu của việc làm ăn cũng thất bại. Nếu như mà trên cái đường mà đường vận mệnh này, cái chạy thẳng là cuối đường có đường chữ thập này thì làm ăn phá sản luôn ha, phá sản làm cũng như là tự nhiên mình đang làm ăn ngon, tự nhiên là mình phải gặp thất bại. Nếu như mà nó cái thập này nó ở gần cái đường mà đường vận mệnh á, khu vực nào cũng vậy, nếu mà gần ở đường vận mệnh thì đây cũng là dấu hiệu của sự cản trở trong nghề nghiệp, công việc làm ăn không thuận lợi và bị tốn một số tiền ha, tốn một số tiền. Khi mà chữ thập này mà nó nằm ở trên gò thái dương nếu gò thái dương mà xuất hiện cái thập này thì phải báo hiệu một lần là chắc chắn phải có một lần phá sản, làm ăn thất bại một lần. Thứ hai nữa, đây là cũng dấu hiệu gọi là tiểu nhân quấy phá, gọi là gặp nhiều người gọi là phá hoại cái công việc mình và nói xấu mình, ảnh hưởng đến cái danh tiếng ha, cái nghề nghiệp, cái danh tiếng của mình. Đó, đây là dấu hiệu xấu. Nếu mà chữ thập này nó xuất hiện trên gò thủy tinh này thì đây là cũng gọi là báo hiệu tốt về tài lộc. Tuy nhiên đây là dấu hiệu của người là không gọi là tính tình không được tốt. Vì tại sao những người mà có dấu hiệu này thường thường là có tiền nhưng mà muốn lấy tài sản của người khác, tài sản này là của người khác. Nếu như mà cái đường cái chữ thập đây mà cái ngón út đây này mà nó cong quẹo, nó không được thẳng nữa, thì những người này gọi người hay bị đi trộm cướp á, cướp giật, thường thường cái ngón cái út này nè, ngón út này nè nó hay bị cong quẹo và có chữ thập dưới đây thì những người này hay đi trộm cướp người này người kia. Do đó là những người có chữ thập đây thì có tiền thật sự đó, nhưng mà tiền này tiền bất chính,
Nếu mà chữ thập này mà nó giờ đối với ngòi này, giờ đối với ngòi này, thì đây là một dấu hiệu liên quan đến thủy nạn, và thứ hai nữa là liên quan tai nạn giao thông. Cho nên mà khi mà có những cái dấu hiệu nằm gần gần mép mép ngoài này thì phải cẩn thận hơn trong vấn đề là đi đứng cẩn thận, đi những nơi có nước, rồi đi xe đi đứng cẩn thận, nếu không thì gặp hỏa nạn hay là tai nạn giao thông ha. Chữ thập mà nó giờ xuống đây, chữ này, chữ thập mà xuống giờ xuống đây thì đừng nóng tính gặp cái họa bản thân mình. Ha, những người mà có dấu hiệu dưới đây thì cần phải nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn. Tại vì nếu như mà nóng tính thì xảy ra rất là nặng nề ở đây. Chữ thập mà nó xuất hiện dưới khu vực dưới này, dưới đây, người ta gọi là gò thái âm, khu vực cầu nguyệt gò thái âm đây. Nếu xuất hiện chữ thập dưới này thì đây là những cái ý tưởng, những cái lý tưởng của mình sẽ không thành được, không có gặp được thành công. Nếu như mà cái đường có một cái đường chạy vào mà cuối đường là chữ thập hoặc là trên đường nó có chữ thập ha, đây ở ví dụ đường chạy vào có chữ thập hoặc cuối đường chữ thập thì phải cẩn thận liên quan đến hỏa nạn, thủy nạn. Thứ hai nữa là đi đứng cẩn thận vì đây là cái dấu hiệu của liên quan đến tai nạn giao thông. Vậy thì mình thấy những cái dấu hiệu như thế này thì liệu rằng mình có vượt qua cái vận được hay không? Có nạn nhưng mà mình sẽ nhẹ hơn. Mọi người cố gắng, nếu mà thấy như vậy thì mình thấy có việc cái đi đứng như vậy gặp vấn đề tai nạn giao thông hay là thủy nạn như vậy thì mình đừng có nên đến những cái nơi mà có nước chẳng hạn, rồi đi đứng cẩn thận. Còn trường hợp mà bất khả kháng mình phải đi đến những nơi đó và phải vượt thì phải hết sức cẩn thận để gì nó giảm thiểu đi những cái tai hại, những cái tác hại đến cái bản thân của mình. Ngoài ra thì chữ thập nó xuất hiện ở đây. Nếu mà trên cái đường tâm đạo mà cắt ngang cái đường băng này này ở đây thì những người này người ta gọi là bàn tay chữ thập cái chữ ích ấy, ha. Những ai có chữ thập này thì người có trực giác là tốt, có khả năng về tâm linh, có khả năng về quyền bí. Người ta gọi chữ thập này là giác quan thứ 6 ha, giác quan thứ 6. Do đó là đây là toàn bộ những cái yếu tố liên quan đến chữ thập. Nếu như ai mà có những cái giới chữ thập này thì cố gắng là giữ gìn thật nhiều ha, thật tốt để mình có thể vượt qua được trong cái vận hạn của mình. Nếu mọi người thấy mà cái video này hay và có ý nghĩa, xin mọi người hãy cho mình một like, một lượt đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người rất là nhiều.